Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông cũng đủ tiền xây nhà, mua xe. Ngôi làng Hà Gia Bá nằm cạnh sông Dương Tử, thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là nơi sinh sống của hơn 400 hộ gia đình và còn được xem là một làng văn hóa dân tộc đặc sắc với nhiều dân tộc khác nhau như tộc Thổ Gia, Miêu Trại, Hán, Hồi. Ngôi làng nổi tiếng với nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đặc biệt, đá cuội. Thứ tưởng chừng như chẳng có giá trị này lại giúp mang lại cuộc sống ấm no cho người dân trong làng. Người ta đồn rằng chỉ cần nhặt đại một cục đá ở sông, đem đi bán cũng đủ tiền xây nhà, mua xe. Các hộ gia đình ở làng Hà Gia Bá tuy sống cạnh sông nhưng lại không sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, mà nhiều năm nay thu nhập của dân làng chủ yếu là từ việc đi nhặt những viên đá cuội dưới lòng sông Dương Tử rồi đem bán. Không ít nhà chỉ nhờ bán được một viên đá mà có thể mua xe ô tô, xây nhà lầu. Làng Hà Gia Bá được mọi người nhắc đến với tên gọi Kỳ Thạch Trấn bởi khu vực sông Dương Tử ở đây có rất nhiều đá với đủ mọi hình dáng, màu sắc kỳ lạ tuyệt đẹp. Đá sông Dương Tử có tiếng độc nhất vô nhị và mang giá trị sưu tầm cao, được nhiều người chơi săn lùng. Hàng năm đến mùa đông, nước sông Dương Tử bắt đầu rút xuống sẽ để lộ ra một bãi cạn với hàng trăm nghìn viên đá. Đó cũng là khoảng thời gian dân làng Hà Gia Bá bắt đầu rộn ràng vào vụ mùa thu hoạch đá. Có người đam mê và khát khao làm giàu đến mức họ bỏ toàn tâm toàn ý để theo đuổi con đường trở thành một chuyên gia đá quý. Theo những người này, chỉ cần tìm được hòn đá giá trị, một hộ dân nơi đây có thể đổi đời trong một đêm. Thậm chí, nhiều gia đình khi con trai lấy vợ, sính lệ cũng đều là những viên đá này. Theo một số chuyên gia, loài đá ở sông Dương Tử không phải đá bình thường mà chỉ có Hà Gia Bá mới có. Loài đá này có tên Trường Giang Kỳ Thạch, có nguồn gốc từ cao nguyên Thanh Tàng xa xôi, sau đó xuôi theo dòng nước của sông Trường Giang mà đến đây. Hơn nữa, những hòn đá này đều rất kỳ lạ, không viên nào giống viên nào, chúng đều có giá trị nghệ thuật, giá trị trưng bày. Hàng ngày, người dân ở đây sẽ đeo một chiếc gùi trên lưng, đi dọc bờ sông và lượm đá. Sau khi đưa được đá lên bờ, người dân sẽ cẩn thận xem xét hình dạng, nghiên cứu kỹ các kết cấu, màu sắc của hòn đá. Từ những hòn đá to lớn đến những hòn đá nhỏ như đá cuội, những người dân nơi đây đều không bỏ cuộc, họ gửi gắm từng hy vọng vào những viên đá. Tại ngôi làng này, từ người già đến trẻ em đều vô cùng yêu quý và tự hào về những hòn đá kỳ lạ, tạo vật mà ông trời đã ưu ái cho dân làng, giúp họ làm giàu không khó. Hầu như nhà nào ở Hà Gia Bá cũng chất đầy đá ở sân, chờ người sành đá đến thưởng thức và trao đổi. Với những ai có tay nghề lượm đá lâu năm, họ sẽ dễ dàng nhận ra được những viên đá nào có giá trị mua bán cao. Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền. Theo như người dân ở đây kể lại, từng có người dân trong làng bán được một viên đá với giá 140.000 nhân dân tệ, khoảng gần 500 triệu đồng. Và đây cũng là một kỷ lục cho tới nay chưa viên đá nào phá vỡ được. Chính nhờ chuyện này mà người dân đổ xô ra sông tìm vận may. Từ người nông dân cho đến dân công sở, không ai là không theo đuổi nghề này. Được biết, nghề nhặt đá có thể mang lại thu nhập từ 180 đến 250 triệu đồng mỗi năm. Ông Vương, một người trong làng cho hay, tuy không có lương hưu, nhưng nhờ vào việc nhặt đá rồi bán lại cho những tay sưu tầm cũng đủ để ông có cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, không phải hòn đá nào cũng có thể bán với giá trên trời. Những hòn đá lạ cần được trang trí và đặt tên để đẩy giá trị lên cao nhất. Thậm chí, vài người còn tìm hiểu văn hóa và dấn thân vào con đường sáng tác văn học. Nhiệm vụ của những người sàng lọc đá là tìm ra những thứ đáng tiền nhất. Những người làm công việc chọn đá này thường là người đàn ông trên 30 tuổi, nhanh nhạy với xu hướng của thị trường. Họ chọn những viên đá tốt nhất, rửa sạch và rao bán. Dần dần, danh tiếng về ngôi làng nhiều đá lạ đệ nhất Trung Quốc Hà Gia Bá đã lan xa. Ngày càng nhiều thương nhân đến đây khảo sát, tìm kiếm đá lạ. Cũng bởi vậy, hiện tại, để nhặt được hoặc đào được một tảng đá tốt, có giá trị lớn đã không còn dễ dàng. Câu chuyện về nghề nhặt đá kỳ lạ ở làng Hà Gia Bá khiến nhiều cư dân mạng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Không ít ý kiến cho rằng, giá trị của viên đá này cũng do truyền tay nhau, rồi đẩy giá lên cao, chứ thực chất viên đá chỉ dùng để trưng bày, chứ không có gì quý hiếm, cũng không có bất cứ lợi ích nào khác. Hàng trăm những viên đá mới theo dòng Dương Tử trôi dạt vào bờ gần làng Hà Gia Bá. Từ tháng 2 đến tháng 4, khi sông vào mùa cạn, người dân lại đổ đi tìm những hòn đá hiếm. Chừng nào sông Dương Tử vẫn còn chảy và nhu cầu chơi đá cảnh còn cao, việc mua bán đá trên sông vẫn tiếp tục phát triển.